thật nó xảy ra vào năm 1956. Là ngày xưa là anh này tên là Vũ Minh Tâm mà quê anh ở Vĩnh Long. Anh lên trên là anh học trường sĩ quan Đà Lạt. Cái trường này bây giờ ta mới đổi tên là Học viện Lục quân của Đà Lạt. Anh mới đem lòng yêu thương cô giáo Lê Thị Thảo. Cô này là giáo viên dạy văn của trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Hai người này yêu nhau được 3 năm là anh Tâm đi về xin phép cha mẹ làm lễ thành hôn. Từ khi cha mẹ của anh Tâm lên không chấp nhận cô Thảo vì cô này nghèo mà đạo thiên chú mồ cô cha mẹ. Mà trong khi anh Tâm đạo Phật mà giàu có. Vì một hôm bà ấm thầm về quê là sắp xếp đám cưới là báo tin về trên này là mẹ ấm nặng con về gấp. Không ngờ về tới quê nhà thì không phải bớm đâu. Bà đã sắp sẵn một đám cưới rồi thì bà ấm mới ra hai điều kiện. Một bên tình, một bên hiếu, con chọn bên nào? Như con nghiêng về bên tình, cha mẹ sẽ tự vận mà chết. Và anh Tâm chọn chữ hiếu cưới một cô vợ quê nhà, phải không chung sống cô vợ vậy đó. Trên này cô Thảo nghe tin anh Tâm về quê cưới vợ, tưởng là phụ tình cô rồi thì cô mới buồn. Cô ra ngày xưa có hồ bên đường, có tên gọi là Hồ Sương Mai, và cô than thở cô tự vận sống cô chết. Trước khi cô chết, cô cắt lại nửa tàu dài trắng để trên bờ và cô ghi trên đó mấy câu thơ là tàu trắng một tình yêu chết chuyện chúng mình xin trả hết cho nhau. Anh Tâm này cưới vợ quê nhà chẳng qua là tròn chữ hiếu, hãy không chung sống cô vợ đó anh trở lại cái trường sẽ qua anh học. Để nghe bạn bè và đồng đội kể lại là cô Thảo vì anh mà nhảy xuống hồ chết, để anh đòi tàu vận theo chú cô Hồ Sương Mai. Nhưng bạn bè khuyên can anh là một người sĩ quan, nếu mà tàu vận xuống hồ ảnh hưởng danh tiếng một trường sĩ quan Đà Lạt, hãy không tàu vận nữa. Anh nói với bạn bè và ra một cô Thảo thề là sống không chung mãi nhà thì chết cùng chung nằm mồ. Không ngờ là nó quá linh thiêng. Anh ra chiến trận vài tháng bị thương nặng, bạn bè em đưa anh về bệnh viện 175 Gò Vấp điều trị vết thương. Như anh không điều trị, hãy xin bạn bè trở lại cái trường sĩ quan anh học. Về đây biết rằng vết thương quả không qua khỏi. Trước khi lâm chung, anh nhờ bạn bè lục trong ba lô có một bức thư, nội dung bức thư gửi cha mẹ quê nhà là con xin lỗi cha mẹ và cô vợ mới cưới ở quê nhà, hãy tha lỗi cho anh đã để con bất hiếu. Dù sát cảnh hoặc xa gần, cũng nhờ bạn bè và đồng đội đem về chôn cành mộ của giáo Thảo là người yêu kênh và làm một tấm bi đôi nối liền vợ hai ngôi mộ và khắc lên đó những câu thơ mà trong quyển sổ nhật ký quanh để lại á. Là nước biếc non xanh dù biển đổi, mối tình chung thủy Thảo trong tâm. Chiều chơi xuống mà nắng vàng đã vội tắt, đêm chưa về mà cô đã đậm sương. Cả núi rừng ngẩn lệ tiếc thương cho tình ngang trái của đôi duyên không thành. Chôn cất được 3 ngày, đồng đội báo tin về quê nhà. Cha mẹ của anh Tâm lên rất là ân hận. Còn cô vợ được cưới đem lòng ghen tức. Bà cho hai người nằm cạnh nhau 3 năm, mãn tan xong. Đến năm 1959, lại chính tay cô vợ do cha mẹ cưới lên bốc hài cốt về. Từ đó đồ thông hai mộ, vì chứ còn có một mộ thôi. Mà di tích lịch sử ta vẫn gọi nơi đây là đồ thông hai mộ. Và hai người này chết đi thì có hồ sương mai bên đường. Ta mới đổi thành hồ than thở. Tức là than thở cho hai người này yêu nhau mà không được lấy nhau. Xong rồi. Thế sao? Tính ngày luôn, hai triệu nữa.